Ok, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay lại với cái bài giảng online của mình về chủ đề Writing Task 2. Thì trong bài học này thì mình sẽ tiếp tục nghiên cứu một cái dạng khác. Một cái dạng này nó cũng cực kỳ phổ biến trong kỳ thi IELTS. Đó là cái dạng Discussable Views. Thì thực ra cái dạng này thì nó không phải là khó đâu ha. Tuy nhiên mà để mà mình muốn viết mà từ trên 7 trở lên thì mình nên có cái sự sáng tạo và phá cách hơn. Thì trong cái bài học này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách tiếp cận mà nó có lẽ là sẽ hơi khác so với cách tiếp cận thông thường mọi người hay viết, chẳng hạn như là on the one hand, on the other hand, thì mình viết nó hơi khác. Thì đối với dạng discussable view thì chẳng hạn như họ cho mình một cái đề, sau đó nó sẽ có hai cái luồng quan điểm, và sau đó thì người ta yêu cầu mình discuss hai cái view này, và sau đó thì mình đưa ra cái quan điểm cá nhân. Thực ra cái này nó là cái format chung cho cái bài thi IELTS. Thì cái quan trọng ở đây là cách tiếp cận của mình như thế nào thôi. Ok, thì về cơ bản một cái format, cái structure chung cho cái bài thi discussable views thì mình cũng giới thiệu đề, rồi sau đó mình đưa ra cái thesis statement, rồi sau đó thì cái phần body thì mình, cái body thứ nhất thì mình nói cái view thứ nhất, rồi mình discuss hay là mình đưa ra cái gì đó, cái quan điểm chứng minh rồi support gì đó. Còn body thứ hai thì mình nói quan điểm thứ hai đó. Đây này, nó tương tự như cách tiếp cận body thứ nhất. Sau đó thì mình summarize lại và sau đó mình nói mình theo cái thiên hướng này. Thì đây là cái cách tiếp cận mà cơ bản là truyền thống và hầu như rất nhiều bạn lựa chọn. Tuy nhiên thì mình sẽ cùng nhau nghiên cứu một những cách tiếp cận khác mà mình nghĩ thì các bạn cũng hoàn toàn có thể bắt chước được. Và cái điều quan trọng của cách tiếp cận này đó là mình mong muốn, hy vọng là các bạn sẽ mạnh dạn hơn, sáng tạo hơn trong cái cách viết của mình. Để mà mình muốn điểm cao thì mình cần phải có cái sự sáng tạo nhất định. Ok, thì cái bài mà mình lấy làm mẫu ở đây đó là cái bài về computers. Thì cái này, cái đề đơn giản đó là computers are being used more and more in education. Máy tính thì được sử dụng nhiều hơn trong lĩnh vực giáo dục. Một số người nói rằng đây là một cái xu hướng tích cực, trong khi số khác thì nó cho rằng đây nó có thể dẫn tới những cái hệ quả tiêu cực. Thì thảo luận hai cái view này và đưa ra quan điểm. Thì về cái phần intro và phần conclusion thì cơ bản mình viết giống y nhau. Tuy nhiên thì mọi người sẽ để ý cái phần body hơn. Hai cái phần này mình sẽ có hai cách tiếp cận. Tất nhiên thì mình chỉ có đảo qua đảo lại thôi, nhưng mình thay một số cái từ dẫn, một số câu dẫn để nó tạo ra hai cách tiếp cận khác nhau mà các bạn có thể tham khảo. Mọi người hiểu cái đề đúng không ạ? Tức là giáo dục thì được sử dụng nhiều hơn trong máy tính thì được sử dụng nhiều hơn trong giáo dục, thì một số người nói đây là sự tích cực, số khác nó không có tích cực đó, kiểu. Ok, thì cái phần intro thì mình cũng nói đơn giản thôi ha. Có một cái sự gia tăng chưa từng thấy trong cái việc sử dụng công nghệ thông tin, chẳng hạn như là tablet or laptops trong cái lớp học, trong khi một số người lập luận rằng nó có thể dẫn tới những cái hệ quả tiêu cực ha. Thì những người khác và bao tôi thì tin rằng công nghệ thì nó đem lại lợi cho cả người học dạy. Ok, thì cái cách tiếp cận thứ nhất đó là mình sẽ nói cái quan điểm mà mình có thiên hướng theo trước. Đấy. Sau đó cái body thứ hai thì mình nói cái quan điểm kia, sau đó mình tấn công cái quan điểm đấy. Và sau đó mình kết luận lại thì mình khẳng định lại quan điểm của mình. Mình nhắc lại ha, thứ nhất là cái cách tiếp cận thứ nhất đó là mình sẽ cái phần body thứ nhất là mình sẽ nói cái thiên hướng của mình theo. Sau đó mình nói cái body thứ hai là thiên hướng của một số người khác. Tuy nhiên thì mình sẽ có cái phần phản biện cái quan điểm của họ để mình strengthen cái arguments của mình. Thì body thứ nhất mình nói rằng là nó rõ ràng là Internet đã cung cấp cho người học
với cái việc là kết nối nhiều hơn với thông tin hơn trước rất là nhiều. Ngoài ra thì người học cũng có thể có khả năng nghiên cứu và học rất là nhiều các môn học chỉ bằng một cái kích chuột ha. Do đó thì có thể lập luận rằng đó là cái công nghệ nó là một cái công cụ rất là xứng đáng, rất là giá trị cho giáo dục. Đưa ra một cái ví dụ Wikimedia là một cái ví dụ điển hình ha, nơi mà sinh viên có thể đơn giản là có thể đánh các cái keywords và sau đó thì họ có thể tiếp cận một cái nguồn kiến thức rất là nhanh và dễ dàng. À, thì đó là cái vấn đề thứ nhất mình nói về cái mình có thiên hướng mình theo ha. Cái vấn đề thứ hai thì mình nói về cái quan điểm của người khác. À, tuy nhiên thì nhiều người không đồng ý và cảm thấy rằng là công nghệ nó làm cho người ta xa cách cái sự tương tác thực sự giữa người và người. Bởi vì cái sự tương tác giữa người và người thì nó giúp nó dạy chúng ta những kỹ năng cần thiết, chẳng hạn như là discourse, debate or empathy. Đấy. Thì những cái kỹ năng này nó liên quan nhiều đến cái kỹ năng mềm. Tuy nhiên thì các bạn để ý cái phần mình bôi đỏ ha, thì cái phần này bắt đầu là mình phản biện. Despite this, đấy, thì mình nói là human interaction is still possible through the internet. So technology should not be dismissed for these reasons. Tức là mặc dù như vậy thì cái việc tương tác giữa người và người nó vẫn có thể thực hiện thông qua con mạng. Do đó thì cái công nghệ thông tin không nên bị loại trừ vì cái lý do này. Và sau đó mình đưa ra cái ví dụ đó là chẳng hạn như Skype hoặc Facebook đó, giúp chúng ta kết nối người với người, chẳng hạn cụ thể đây là giáo viên và học viên, theo cái cách mà trước đây thực sự nó rất là khó. Đặc biệt là trong cái thời đại hiện nay, chẳng hạn như có những cái virus corona thì rõ ràng những cái phần mềm như vậy nó sẽ giúp cho người học và người giáo viên có thể tương tác trực tiếp với nhau. Đấy. Thì rõ ràng thì công nghệ thông tin nó không phải là nó hạn chế cái việc tương tác giữa người. Có thể có nhưng mà nó không phải là nhiều và nó có thể hoàn toàn khắc phục được. Sau đó thì mình kết luận thôi, kết luận thì mặc dù công nghệ thì nó có thể hạn chế cái face to face interaction. Tuy nhiên thì mình muốn lập luận rằng là những cái lợi ích về giáo dục, đặc biệt là internet thì nó rất là lớn, đặc biệt là trong việc giúp sinh viên và người học có thể, giáo viên có thể tiếp cận cái nguồn thông tin vô tận. Thì đó là cái cách tiếp cận thứ nhất, là mình đưa cái phần mình thiên hướng theo cái body thứ nhất, sau đó mình nói body thứ hai, cái quan điểm người khác nhưng mình phản biện quan điểm của họ để khẳng định lại đó là công nghệ thông tin là nó rất có lợi. Rồi mình nghiên cứu cái cách tiếp cận thứ hai ha. Thì nó cũng tương tự cái phần intro thôi, còn cái phần body thứ nhất thì mình biết hơi khác, tức là mình đảo ngược lại, đó là chẳng hạn mình nói quan điểm người khác đó là nhiều người cho rằng thì công nghệ thì nó cũng hạn chế cái việc tương tác với người và người. Thì nói chung là mình viết y lại như vậy, thì mình cũng nói là mặc dù như vậy nhưng là cái việc tương tác với người vẫn có thể thực hiện qua internet. Đó, đưa ra ví dụ Skype, Facebook ví dụ vậy ha. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất, thì mình nói cái quan điểm người khác, sau đó mình tấn công. Rồi mình dẫn tới cái body thứ hai là cái body mà mình có thiên hướng theo ha. Mình nói là instead of restricting student interaction, many, nghĩa là nhiều người, và tôi believe that internet cung cấp chúng ta với nguồn thông tin vô tận tốt hơn trước đây rất là nhiều. Đó, thì mình dùng lại y như vậy cái phần sau đấy. Thì nó không có khác gì cả. Thì mình có sửa chút xíu thôi, đó là therefore it is generally the case that, nghĩa là vì vậy thì về cơ bản nó đúng rằng thì công nghệ thông tin là một cái công cụ rất là xứng đáng cho rất là giá trị cho giáo dục. Thì mọi người để ý ha, tức là mình chỉ có đảo lại cái thứ tự cái phần body, nhưng mà mọi người để ý là cái cách mình chuyển ý ha. Nhưng ở đây thì mọi người để ý cái phần mình bôi đỏ thì mọi người có thể tham khảo cái cách tiếp cận của mình, nếu mà mọi người thấy nó hợp với cái style của mình thì mọi người có thể áp dụng. Bởi vì mình hướng dẫn cái style này đó là theo cái phong cách nghiên cứu, đó là mình sẽ tư duy phản biện chứ không chỉ đơn thuần là chỉ có
Nói on the one hand, on the other hand, thì kiểu đó thì nó nhiều người biết nó sẽ hơi chán. Thì kết luận thì mình cũng nói tương tự như vậy thôi, thì mình cũng không có sự khác biệt gì trong cái phần kết luận này. Thì tóm lại, thì đối với cái dạng discuss both views thì mình có thể có nhiều cách tiếp cận. Như trong cái khu bài học này thì mình đưa ra các bạn hai cách tiếp cận, bằng cách là mình chỉ đảo cái vị trí của cái phần body. Tuy nhiên thì tương ứng với cách tiếp cận thì mình sẽ có những câu dẫn phù hợp. Thì các bạn có thể xem lại cái video này để hiểu rõ hơn. Thì cảm ơn các bạn đã xem cái bài giảng của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài giảng tiếp theo. Cảm ơn mọi người. Bye bye.